Kính bạch sư cho con hỏi, trong kinh Thanh Tịnh số 29, Đức Phật có dạy: sự thanh tịnh của giáo pháp đưa đến an tịnh và giải thoát. Con chưa hiểu rõ vấn đề này lắm, kính mong sư hỗ trợ giảng giải giúp con và quý vị xem video này để hiểu rõ. Sư E là người hỏi không có đọc chánh kinh. Khi mà chúng ta học á, dù là chúng ta học lớp giáo lý đi chăng nữa thì phải mở chánh kinh ra mà xem. Để sư tìm, sư mở cái chánh kinh ra cho quý vị coi. Sẵn ha. Quý vị cũng có thể lên cái trang Sutta Central này, quý vị tìm kinh. Đây, kinh Thanh Tịnh. Đây. Này Trung Đá, ở đây vị đạo sư là chánh đẳng giác và pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, và vị đệ tử trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy nói như sau: này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Đấy. Pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, và ngươi trong giáo pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Này Chúng Đá, như vậy ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử cũng đáng được tán thán. Này Chúng Đá, nếu có ai, hãy nói với vị đệ tử ấy như sau: thật vậy, đại đức thành tựu như pháp, tinh tấn như pháp, người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tinh tấn thực hành, tất cả đều được nhiều công đức. Vì sao? Này Chúng Đá, vì pháp luật được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Có nghĩa là một, khi chánh pháp được Đức Thế Tôn tuyên thuyết có đặc tánh giúp cho người thực hành, nếu thực hành đúng thì sẽ đem lại an lạc, đem lại sự thanh tịnh, đem lại giải thoát cho chính vị đó, chứ không phải là sự thanh tịnh của chánh pháp đưa đến an tịnh và giải thoát. Nó khác nha. Phân biệt dùm sư một phân biệt dùm sư. Sư nói cho nó ngắn gọn nè. Chánh pháp, đối với người thực hành chánh pháp thì vị đó nhờ sự thực hành vị ấy được an tịnh và giải thoát, chứ không phải là chánh pháp đưa đến an tịnh và giải thoát, chứ không phải sự thanh tịnh của chánh pháp đưa đến an tịnh và giải thoát. Hiểu không? Cái vấn đề là ở cái người thực hành á, có chịu thực hành hay không? Và cái thứ hai là cái giáo pháp đó có phải là giáo pháp do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết hay không? Nó giống như một đứa học, và khi mà một đứa học sinh nó đi học á, muốn học giỏi thì nó phải có hai điều kiện. Một là chương trình học với nó là chương trình học xuất sắc. Hai là bản thân nó phải là một đứa xuất sắc. Thì hai cái anh này kết hợp lại mới trở thành một cái đứa học sinh giỏi được. Còn nếu như chương trình học xuất sắc mà đứa học sinh giỏi nó kém thì nó cũng không ra được một đứa học sinh giỏi. Hoặc chương trình mà nó kém cỏi mà một đứa học sinh giỏi thì nó cũng sẽ lãng phí nhân tài. Đấy. Chúng ta phải hiểu cái bài kinh thanh tịnh này là như vậy.
Và nếu như chưa có hiểu á thì nghe lại và sau đó hỏi lại sư. Sư không ngại cái chuyện là quý vị nghe câu trả lời của sư mà quý vị không hiểu. Sư biết là nhiều người á khi mà nghe cái câu trả lời á thì đó không có hiểu, không có đồng tình nhưng mà sợ hỏi lại. Thì cứ hỏi lại, nếu như mà cái câu trả lời của sư nó chưa đủ để cho quý vị hiểu vấn đề. Nhưng mà nhớ trình bày để sư biết là quý vị chưa hiểu ở chỗ nào.